Rồi em chào tất cả mọi người. Hôm nay em đang có mặt ở trên hồ câu cá 60.000 ở bên Đồ Môn nha mọi người. Hồ này nằm ở gần ở hồ Trường Long á. Hồ này chưa câu bao giờ hết. 60.000 tiếng anh em nha, cũng hơi khoai, cá thu lại 10.000. Không biết cá nó có dày không. Anh Tiều Hòa ngồi góc bên kia rồi mọi người, nhưng mà chưa lên cá hả. Em mới vừa đặt thùng đây, chưa có làm gì hết anh em ơi. Rồi, hôm nay thì em vẫn sử dụng hai chai tinh mùi về với lại cám, với lại tàu rong và bột tôm với cái combo mồi bên em anh em ơi. Rồi. Em tranh thủ em trộn mồi luôn. Em đang ngồi ngược nắng, hơi nắng anh em ơi. Rồi, trộn mồi luôn anh em ơi. Em tranh thủ em trộn mồi luôn. Hôm nay em đi lên đây lúc 9 giờ rồi. Nhà xa mọi người. Tranh thủ trộn luôn. Chỗ đây nó hơi chặt nên trộn hơi mồi khó. Chai này nó bay nắp này, chai bắp này nó bay nắp này. Trộn nắp ha. Chai sữa này. 60.000 một tiếng nó không phải là rẻ đâu nha mọi người. Nó bằng cái giá của bà Trang đó. Chúng có rẻ đâu. Cho vô luôn. Bô mồi có luôn bột tôm, cám tinh mùi tạo ra bột tôm 5 sản phẩm. Rồi. Anh em chọn một vuốt ha, xong rồi đó. Vậy chọn một câu thôi. Nắp này, cái này cũng nắp luôn. Còn nửa gói, đánh nửa gói thôi được rồi. Anh ông gì? À, dì mang ra cho con. Anh Hòa ơi, uống nước ngọt gì không? Để cô mang ra lần. Vậy lấy con xịt tinh ơi gì? Giờ mình trộn một vuốt thôi. Đấy. Chừng đấy đó. Rồi cho tàu rong vô vuốt là xong. Chừng điểm này lên. Lớp vậy là đủ anh em, cút được rồi. Mềm thấy nó sáng nè. Đấy, tàu rong thì trên thị trường có rất nhiều loại. 10.000 chai em có, 20.000 chai em có, quan trọng là cái anh em đánh nó có hợp ý với anh em hay không thôi ha. Rồi. Rồi. Hồ này thì em không biết là cá mắm nhiều hay không. Nhưng mà em muốn trải nghiệm. Nhưng mà cái giá nó hơi cao anh em nha. Giá này hơi cao đó. Phao thì em đánh đâu cần, em căng 4 vạch anh em ơi. Em cho mọi người coi về cái dòng phao em đang câu ha. Đây. Em đang sử dụng cái dòng phao phao cỏ thủ công Alua nha mọi người. LBB04. Thì cái dòng phao này bảo đảm cho anh em là nó sáng, tâm của nó bắt ánh sáng rất là tốt anh em nha. Đấy. Một cái phao khá là đẹp, B04 nha mọi người. Đấy. Anh em nào cần thì có thể là liên hệ em ha. Cần thì em đang sử dụng cái cần Toro 5H ha. Chục thì em đang quấn nha, chục chấm 5 thẻ 1 chấm. Coi thứ cá nó có ăn gì không, không ăn thì em sẽ xuống ha, xuống cần, xuống thẻo, xuống chục sau ha. Thì trước mắt vậy đi, em sẽ căng 4 vạch mọi người ha. Đánh ở tay thì em sẽ căng 5 vạch vậy đó. Nước đây thì tầm cỡ 1,5 m, em chưa xả gì hết mọi người. Giờ em xả thử ha. Coi cá mắm như thế nào. Em cũng muốn đi trải nghiệm những cái hồ cá mới á. Để gửi đến cho anh em coi cho nó đổi gió nó hay ha. Nước cũng sâu anh em. Nước cũng sâu anh em nha. Thấy cá thì có móng đó, nhưng mà anh Hòa thì anh câu trước em, nhưng mà anh cũng chưa có cá mà nghe. Không biết như thế nào ha. Coi nước sâu thì anh em trộn màu xả cho nó nặng nước tí anh em ha, tránh trường hợp là nó bung trên mặt hết. Quýnh thử xem như thế nào, có ra ngu ra khỏi không ha. Cái dòng phao alu anh em phải quýnh đúng cái dây chục dây thẻo, anh em quýnh cá nó mới ngon nha. Dù cây số 3 này thì em thường em sẽ quýnh chục 0.5 thôi.
Cá không chịu ăn hả? Cá cũng chịu ăn lắm. Bự anh em ơi. Này rô phi to nè. Con này tính đó. Ăn miệng 12 giờ luôn. Chạy lên núi. Đây. Em coi xin không. Ba. Yeah. Mình câu đầu cần á, mình bắt con cá dễ lắm anh em nha. Không nên câu hết tay đâu. Chính sóc. Vì sóc anh em ơi. Con này cũng được 6 bảy lạng. Xuống nè. Con này em xin. Ấy. Mình 12 giờ đi lên núi. Tiếp nè mà. Nhiều ăn lắm. Đây nè. 5 lạng.
Rồi bóng ơi. Ý con. Mày láo. Cá chui. Nó chạy vô. Hay á. Em mới giục bịch cám lên danh chứ mấy. Trời ơi mày tuổi. Mày à mày. Cá chui chui. Chui ní ơi. Con này chắc tầm 1 kg thôi. Kilo. Có chồi à. Tiến phải giật được 6 kg anh em nha, không phải chuyện đơn giản đâu. Cứ đầu cần anh em nha. Đầu cần dễ bắt cá trôi. Tông ra kịp chạy. Ăn được lúc đầu để cái khúc sau đây nó ăn được nhỏ. À, em căng cá em qua bên cái hồ bên kia em đánh mọi người. Hồ qua hồ 50 ha. Hồ này em quýnh được 2 tiếng 8 rưỡi. Bây giờ 10 rưỡi em quýnh 2 tiếng á. À, được ít cá. Em kéo lên cho mọi người coi ha. Em chạy qua hồ kia, hồ này nó đứng ăn luôn à. Hồ này nó có cái bệnh đó là mấy anh em cứ nói là cái sáng là nó ăn, lúc trưa là đứng. Em đánh cũng được ít rồi, 2 tiếng. Cá rô phi với lại cá chôi anh em à. Cá phi cũng xinh lắm. Đấy, ok. Rồi, giờ em chạy qua kia làm tăng nữa mọi người ha.